Tương lai nào đang chờ đón Hawkeye sau Avengers Endgame? Cung thủ luôn xuất hiện bên cạnh anh là ai? Vai trò của Yelena Belova là gì? Trailer mới ra mắt có những chi tiết nào đáng chú ý? Để chuẩn bị trước khi xem TV series vào ngày 24 tháng 11 năm nay, hãy cùng chúng mình dự đoán một chút về nội dung và giải mã những chi tiết nổi bật trong trailer Hawkeye các bạn nhé. Trước hết, hãy cùng mình tìm hiểu về các nhân vật. TV series Hawkeye chào đón sự trở lại của Jeremy Renner trong vai nhân vật tiêu đề, và có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Clint Barton là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất và cũng được show tin tưởng nhất. Anh chính là người đã đưa Natasha Romanoff vào tổ chức này, rồi cùng nhau trở thành một trong những thành viên sáng lập của Avengers. Sau khoảng thời gian dài chiến đấu vất vả để cứu thế giới, Clint đã luôn muốn nghỉ hưu để trở về với gia đình nhỏ. Tuy nhiên, anh liên tục bị kéo vào những rắc rối, thậm chí phải chứng kiến vợ con mình bị tan biến bởi cái búng tay của Thanos. Do đó, màn tái xuất này có thể là nhiệm vụ cuối cùng của Clint trước khi anh trao danh hiệu Hawkeye cho cô học trò Kate Bishop. Kate Bishop được thủ vai bởi nữ diễn viên ca sĩ Hailee Steinfeld. Cô từng tham gia Pitch Perfect, Bumblebee và cả Into the Spider-Verse. Trong truyện tranh, Kate Bishop là học trò và cũng là người đàn em thân thiết nhất của Clint Barton. Cô sát cánh với Hawkeye trong rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và luôn được Avenger này tin tưởng hết mực. Bên cạnh đó, việc Kate Bishop xuất hiện trong MCU tiếp tục củng cố cho giả thuyết Marvel Studios muốn đưa nhóm Young Avengers lên màn ảnh. Trước đó, từng có nhiều cái tên sáng giá xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh này, như cặp đôi song sinh Billy và Tommy trong WandaVision hay Elijah Bradley trong The Falcon and the Winter Soldier. Nữ diễn viên Alacoa Cox sẽ thủ vai Maya Lopez, còn được biết đến với cái tên là Echo. Trong nguyên tác, Maya Lopez là một siêu sát thủ bị khiếm thính, được tên phản diện Kingpin đào tạo để trở thành vệ sĩ riêng cho hắn. Maya Lopez là Ronin đời đầu, và cũng chính cô đã truyền lại danh hiệu này cho Clint Barton. Vậy nên, với sự xuất hiện của nữ sát thủ, rất có thể TV series này sẽ đào sâu vào khoảng thời gian Clint suy sụp sau khi cả gia đình của anh biến mất. Tony Dalton của TV series Better Call Saul sẽ thủ vai Jack Duchesne, được biết đến với cái tên là Swordsman. Trong truyện tranh, ông là sư phụ đầu tiên của Clint. Ông đào tạo chàng điệp viên ở những năm tháng đầu đời trước khi Clint trở thành đặc vụ của SHIELD. Jack đã dạy Clint thành thục kỹ năng bắn cung và đấu kiếm, nhưng sau này lại trở thành một trong những phản diện nguy hiểm nhất mà Hawkeye phải đối đầu. Tuy nhiên, có khả năng là Jack sẽ chỉ góp mặt trong những phân cảnh hồi tưởng khi Clint còn trẻ và phải tầm sư học đạo. Phản diện chính của TV series Hawkeye sẽ là cá gì, còn được biết đến với biệt danh là The Clown. Hắn ta là một sát thủ đánh thuê nổi tiếng và từng chạm trán Hawkeye trong quá khứ. Chúng mình sẽ trở lại với nhân vật này ở phần dự đoán nội dung của video nhé. Yelena Belova của Florence Pugh cũng được xác nhận xuất hiện trong cả 8 tập của TV series này. Cô là em gái nuôi của Natasha Romanoff và được tổ chức Red Room đào tạo trong chương trình Quả Phụ Đen. Nhiều khả năng là trong tương lai, Yelena sẽ thế chỗ Natasha để trở thành Black Widow mới. Nếu các bạn còn nhớ, thì trong After Credits của Quả Phụ Đen, Valentina xuất hiện và giao cho Yelena nhiệm vụ trừ khử Hawkeye. Ok, vừa rồi là những cái tên đáng chú ý nhất sẽ xuất hiện trong Hawkeye. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình phân tích những chi tiết nổi bật nhất trong trailer. Đầu tiên chính là nguồn cảm hứng để tạo ra bộ phim này. Marvel Studios đã sản xuất TV series Hawkeye dựa trên đầu truyện cùng tên, ra mắt vào năm 2012, chắp bút bởi nhà văn Matt Fraction và họa sĩ David Ayer. Hawkeye được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những bộ truyện xuất sắc nhất của truyện tranh phương Tây trong suốt một thập kỷ qua. Nó tập trung khai thác vào cuộc sống mới của Clint Barton tại một khu nhà trọ nhỏ. Đó là khi anh vừa tận hưởng những niềm vui mới, vừa bảo vệ người dân xung quanh khỏi những gã tội phạm nguy hiểm. Bộ phim đặt bối cảnh sau Endgame khi Clint đã nghỉ hưu và trở về với gia đình. Trong đoạn mở đầu trailer, anh đang tận hưởng không khí Giáng sinh bên con mình sau một khoảng thời gian dài xa cách. Sau đó, họ đến buổi nhạc kịch Rogers The Musical với chủ đề trận chiến ở New York, gợi nhắc tới buổi biểu diễn của các vị thần Asgard trong Thor Ragnarok. Bên cạnh đó, chi tiết Hawkeye tách khỏi nhóm Avengers cũng được lấy trực tiếp từ phần mở đầu của bộ truyện Hawkeye 2012. Đó là khi Clint Barton chuyển sang hành động độc lập nhiều hơn và chỉ dành rất ít thời gian để hợp tác với các siêu anh hùng khác. Cuối cùng, anh quyết định chia tay cả nhóm và đến ở tại một khu nhà trọ mà anh tự bỏ tiền ra mua. TV series Hawkeye diễn ra trong khoảng thời gian Giáng sinh. Trong số thứ 6 của đầu truyện Hawkeye 2012, Clint đã tổ chức bữa tiệc này cùng những người hàng xóm trong khu trọ của mình. Rất có thể, khung cảnh đó cũng sẽ được đưa lên phim. Trong phân cảnh Clint nói chuyện với cô con gái Lila, chúng ta có thể thấy anh đeo máy trợ thính. Trong đầu truyện Hawkeye ra mắt năm 1983, Clint bị tên phản diện Cross-Eye tấn công bằng một thiết bị phát ra tần số âm thanh đặc biệt, khiến thính giác của anh bị tổn hại đến 80%. Kể từ đó, Clint luôn phải sử dụng máy trợ thính. Chi tiết này cũng có thể được lấy từ tập 19 của bộ truyện Hawkeye 2012. Cụ thể, sau khi Clint bị Kazi đánh bại, chứng khiếm thính của anh tái phát, buộc anh phải giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.
Sau khi nhận tin về một kẻ khủng bố mặc bộ trang phục Ronin, Clint buộc phải lên đường và anh cũng không quên hứa với con gái rằng sẽ trở về vào dịp Giáng sinh. Sau đó, với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Kate, chúng ta có thể đoán cô rất hâm mộ Hawkeye và thậm chí còn sở hữu tài năng giống hệt anh. Cũng từ đó, Clint đi cùng Kate và sắm vai trò như một người thầy hướng dẫn cho cô. Những gã côn đồ mặc đồ đỏ là băng nhóm tội phạm Tracksuit Draculas làm việc cho ông trùm Ivan. Trong truyện tranh, Clint muốn mua khu nhà trọ của Ivan để giúp đỡ những gia đình khó khăn đang sống ở đó. Tuy nhiên, Ivan không đồng ý và Clint phải tấn công vào trụ sở để ép hắn ký giao kèo. Sau đó, Ivan cùng băng đảng của hắn liên tục tìm cách phá rối Clint. Thậm chí, hắn còn thuê sát thủ để giết anh, hòng đòi lại khu nhà. Phần đoạn Clint mặc bộ vest và chạy thoát khỏi cơn mưa đạn cũng được liên hệ trực tiếp đến truyện tranh. Trong Hawkeye 2012, anh cùng Kate phải lên đồ sang trọng để trà trộn vào buổi biểu diễn của phản diện Leland Owsley. Tuy nhiên, sau đó, khi trở về, anh liên tục phải né những cơn mưa đạn từ kẻ thù để thoát thân. Đây cũng là một trong số rất ít dịp độc giả thấy Hawkeye mặc vest. Vì một biến cố chưa rõ nguyên nhân, Clint bị Tracksuit Draculas bắt giữ và trói vào ghế. Chi tiết này từng xuất hiện trong tập 6 của bộ truyện Hawkeye 2012, khi anh chàng mắt chim ưng bị cả đám tội phạm lao vào úp sọt và bị chúng bắt giữ. Ngay sau đó, chúng ta được thấy cảnh Kate lao qua cửa kính để giải thoát Clint khỏi bè lũ của Tracksuit Draculas. Trong nguyên tác, Kate đã đến tận Madripoor để cứu Clint khỏi tay của Madame Mask. Ngay sau khi cô bị dồn vào đường cùng, Clint lại lao vào từ bên ngoài cửa sổ để cứu lại cô học trò. Người phụ nữ tóc ngắn đang nâng ly rượu chính là Eleanor Bishop, mẹ của Kate. Kate được sinh ra trong một gia đình giàu có, cả cha lẫn mẹ của cô đều xuất thân từ những gia tộc quyền quý. Hiện, vẫn chưa rõ vai trò của Eleanor trong TV series này sẽ là gì, nhưng nhiều khả năng cô sẽ là một phản diện. Trong nguyên tác, Eleanor làm giả cái chết của mình, sau đó hỗ trợ Madame Mask, kẻ thù của chính con gái mình. Chú chó xuất hiện trong trailer chính là Lucky the Pizza Dog, thú cưng của Clint Barton trong truyện tranh. Theo đó, trước khi tiến vào căn cứ của Tracksuit Draculas, Clint đã cho chú chó hoang một miếng pizza. Sau đó, chú chó ấy trả ơn cho Clint bằng cách tấn công đám côn đồ khi anh đang bị rượt đuổi. Không may như cái tên của nó, Lucky đã bị lũ tội phạm đánh suýt chết nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Trong trailer còn xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn nữa mà chúng mình dự đoán chính là Maya Lopez. Ngày trước đó, Ronin cùng Hawkeye đã xuất hiện trong một hội chợ mang phong cách phục hưng. Có thể, Ronin này không phải Kate mà chính là Maya. Đây có thể là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hoặc là lúc Clint nhận bộ trang phục và danh hiệu Ronin từ Maya. Trang phục của Kate Bishop bám khá sát với nguyên thác, từ màu sắc cho tới các phụ kiện. Tuy nhiên, cặp kính mang đậm thương hiệu của cô vẫn chưa xuất hiện trong trailer. Không biết trên phim sẽ như thế nào nhỉ? Cuối trailer, cả hai thầy trò lao xuống nước. Đây là chi tiết đã từng xuất hiện trong bộ truyện năm 2012, khi cả hai phải lặn xuống hồ bơi để né đạn từ tay sai của Leland Owsley. Với tất cả những chi tiết thu thập được ở phía trên, chúng mình nghĩ rằng Hawkeye sẽ được đặt ở 3 mốc thời gian. Đó là trước khi Clint trở thành Hawkeye, trước khi anh làm Ronin và cuộc sống của anh sau sự kiện Endgame. Trong đó, mỗi mốc thời gian sẽ tập trung vào một mối quan hệ thầy trò. Đầu tiên, Jack Duchesny là tác nhân chính để tạo nên một Hawkeye thiện xạ, phục vụ SHIELD và gia nhập Avengers. Sau đó là khoảnh khắc Clint gặp Maya Lopez, được cô truyền lại danh hiệu Ronin và sử dụng nó để tàn sát nhiều tên tội phạm trong suốt 5 năm cô đơn lạc lõng. Và mạch chính của toàn bộ TV series chính là Clint Barton làm thầy, người hướng dẫn cho Kate Bishop. Trước đó, Clint đã giã từ sự nghiệp siêu anh hùng và bắt đầu cuộc sống yên bình mà anh luôn ao ước. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện một kẻ đã lấy danh tính Ronin và liên tục phạm pháp, anh lập tức gác lại kỳ nghỉ để truy tìm hắn. Đây cũng là lúc Clint gặp Kate Bishop, fan ruột của mình. Nhiều khả năng, Kate đã phát hiện ra những công việc phi pháp của mẹ nên quyết tâm bỏ nhà ra đi. Thậm chí, cô còn cải trang thành Ronin để phá âm mưu của Eleanor. Theo chúng mình nghĩ, đây cũng chính là lý do mà Eleanor đã thuê băng nhóm Tracksuit Draculas để lôi cô con gái của mình về. Vì lo cho an nguy của Kate, Clint bất đắc dĩ phải tham gia nhiệm vụ. Bên cạnh đó, anh cũng huấn luyện cho Kate thành thục nhiều kỹ năng để chống lại đám tội phạm. Đến khi Clint và Kate hạ được Tracksuit Draculas, Eleanor phải thuê gã sát thủ Kazi để trừ khử Hawkeye. Bên cạnh mẹ Bishop, hắn ta sẽ là kẻ thù lớn nhất mà thầy trò cung thủ phải vượt qua. Trong chuyến phiêu lưu, hai người nhận nuôi chú chó Lucky, rồi được cả đồng minh cũ Maya Lopez hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật nữa mà chúng mình chưa nhắc đến, đó chính là Yelena Belova. Cô không xuất hiện trong trailer, nhưng lại được xem như một mắt xích quan trọng của toàn bộ series. Vậy vai trò của Yelena sẽ là gì? Liệu cô sẽ truy sát Clint theo yêu cầu của Valentina? Giả thuyết của các bạn là gì vậy? Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi trailer tiếp theo của Hawkeye rồi mới đoán tiếp được.
Và vừa rồi là những chi tiết nổi bật nhất mà chúng mình rút ra được từ trailer đầu tiên của TV series Hawkeye. Nếu bạn thấy phim bỏ lỡ chi tiết nào thì đừng ngại để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.